mình đang ăn buffet hải sản nha. Xong rồi mình đi coi phim nữa. Xong rồi mình đi đâu ta? Buffet hải sản nha, mình đi coi phim nữa. Mở ví VN Bay, tao chọn một cuộc hẹn. Mở ví VN Bay tặng ngay khoảng 1 triệu đồng. Tải ví VN Bay ngay.